Ukraine nói 11.000 lính Triều Tiên đang ở tỉnh Kursk của Nga. Kiev cho biết khoảng 11.000 lính Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kursk của Nga và bắt đầu giao tranh với quân đội Ukraine tại đây. Trong bài phát biểu trực tuyến đêm ngày 4 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm nay cũng có một báo cáo riêng từ tình báo quốc phòng Ukraine và cơ quan tình báo nước ngoài về quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ Nga. Hiện đã có 11.000 lính Triều Tiên ở Kursk. Chúng tôi đang chứng kiến lực lượng quân sự Triều Tiên tăng cường hiện diện tại đây, nhưng các đối tác của chúng tôi không hề thay đổi phản ứng. Cuối tuần trước, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Diêu, cho hay hơn 7.000 lính Triều Tiên đã triển khai đến tỉnh biên giới Kursk của Nga và bắt đầu giao tranh với quân đội Ukraine tại đây. Quân đội Triều Tiên đã được đưa đến tiền tuyến với sự trợ giúp của ít nhất 28 máy bay vận tải quân sự của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, Diêu cho biết. Theo tình báo Ukraine, Moscow đã trang bị cho quân đội Triều Tiên các loại vũ khí của Nga, bao gồm súng cối 60mm, súng trường AK-12, súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng dẫn đường, súng phóng lựu chống tăng, cùng thiết bị nhìn ban đêm. Cũng theo báo cáo, binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện tại 5 địa điểm khác nhau ở Viễn Đông của Nga để có khả năng hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Kiev gần đây liên tục báo động về sự hiện diện của lực lượng quân sự Triều Tiên tại Nga, đặc biệt là tại tỉnh Kursk, với hy vọng phương Tây tăng cường hỗ trợ. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua nói rằng khoảng 11.000 đến 12.000 lính Triều Tiên đang ở Nga, trong đó ít nhất 10.000 quân đã triển khai đến cơ Tuy nhiên, Washington hiện chưa thể xác nhận liệu quân đội Triều Tiên đã giao tranh với lực lượng ở Ukraine hay chưa. Nga, Triều Tiên hiện chưa bình luận về thông tin trên, song trước đó khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước phù hợp với luật quốc tế và không nhằm vào bên thứ ba nào. Mỹ cảnh báo lính Triều Tiên ở Nga trở thành mục tiêu quân sự. Quan chức Mỹ cảnh báo lính Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự nếu tham gia chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Tại cuộc họp báo ngày 4 tháng 11, khi được hỏi liệu binh lính Triều Tiên đã tham gia cuộc chiến chống lại lực lượng Ukraine hay chưa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết ông không thể nói chắc chắn về điều này. Nhưng như chúng tôi đã nói, chúng tôi dự đoán rằng có khả năng họ sẽ tham chiến chống lại lực lượng Ukraine. Nếu họ tham chiến, họ sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp, ông Miller cảnh báo. Theo ông Miller, Mỹ ước tính có tới 10.000 lính Triều Tiên đã đến tỉnh Kursk của Nga và có thể tham gia chiến đấu trong những ngày tới. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết tổng số quân nhân Triều Tiên tại Nga có thể vào khoảng 11.000 đến 12.000 người, bao gồm khoảng 10.000 người đang ở khu vực Kursk. Ông cũng lưu ý rằng tổng số quân nhân Triều Tiên tại Nga có thể tăng nhẹ. Liên quan đến các báo cáo về việc binh lính Triều Tiên đã tham gia các hoạt động chiến đấu, ông Ryder cho biết Lầu Nam Góc đang xem xét các báo cáo đó. Ngày 4 tháng 11, Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, tuyên bố những quân nhân đầu tiên của Triều Tiên đã bị tấn công tại tỉnh Kursk của Nga. Quan chức Ukraine không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình giao tranh hoặc tổn thất của các bên. Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Diêu, ngày 2 tháng 11 tuyên bố Nga đã đưa hơn 7.000 binh lính Triều Tiên từ vùng ven biển của Nga đến các khu vực gần biên giới Ukraine vào tuần trước đó. Theo tình báo Ukraine, Moscow đã trang bị cho quân đội Triều Tiên các loại vũ khí của Nga, bao gồm súng cối 60mm, súng trường ạc 12, súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng dẫn đường, súng phóng lựu chống tăng, cùng thiết bị nhìn ban đêm. Báo cáo của Diêu lưu ý rằng binh lính Triều Tiên đang được huấn luyện tại 5 địa điểm khác nhau ở Viễn Đông của Nga để có khả năng hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết khoảng 8.000 quân Triều Tiên đã được triển khai tới Kursk để tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Khu vực biên giới Nga đã chứng kiến những trận chiến dữ dội kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào đầu tháng 8. Nga và Triều Tiên đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Nga đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên. Theo hiệp ước, nếu một trong hai bên bị một hoặc nhiều nước khác tấn công và rơi vào tình trạng chiến tranh, Bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác. Lính Triều Tiên tới Nga, nguy cơ quốc tế hóa xung đột Nga, Ukraine Sự xuất hiện của lính Triều Tiên ở Nga, nếu đúng, được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thể hiện sự leo thang lên một tầm mức mới trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Trong tuyên bố ngày 3 tháng 11, ông Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, nhấn mạnh ông Guterres rất quan ngại trước các báo cáo cho biết quân đội Triều Tiên hiện đang ở Nga. Tuyên bố viết, điều này sẽ thể hiện sự leo thang rất nguy hiểm của cuộc chiến ở Ukraine. Mọi việc phải được thực hiện để tránh bất kỳ hành động quốc tế hóa nào đối với cuộc xung đột này. Leo thang nguy hiểm Ngôn từ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres nhấn mạnh vào hai khái niệm chính đối với vai trò ngày càng tăng của Triều Tiên trong cuộc chiến Nga. Ukraine là sự leo thang nguy hiểm và quốc tế hóa cuộc xung đột tại Ukraine. Quả thật sự xuất hiện của binh lính Triều Tiên, nếu đúng như vậy, được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thể hiện sự leo thang lên một tầm mức mới trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Phát biểu tại Tổng hành dinh ở Bruxelles hôm 28 tháng 10, người đứng đầu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO, Mark Zatter gọi động thái này là sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến Ukraine. Cho đến nay, các quốc gia phương Tây vẫn đang cố gắng kiềm chế chính thức đưa quân hỗ trợ cho Ukraine với e ngại leo thang chiến tranh và mở rộng cuộc xung đột. Khối NATO, bất chấp những bất đồng nội bộ bên trong về cách xử lý xung đột Ukraine, cho đến nay đã từ chối với bất kỳ đề xuất nào có thể mở rộng cuộc xung đột khốc liệt ở Ukraine. Cuộc chiến tranh trên bộ được coi là lớn nhất ở châu Âu kể từ nửa sau thế kỷ 20 sang các nước khác. Tuy nhiên nếu binh lính Triều Tiên xuất hiện trong những ngày tới ở khu vực chiến sự Ukraine thì lằn danh đỏ đã bị vượt qua khi đây không chỉ là cuộc xung đột đẫm máu giữa binh lính Nga và Ukraine mà còn của bên thứ ba. Các quốc gia khác ủng hộ một trong hai bên có thể gửi quân tham chiến giống như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề xuất. Trong trường hợp xấu nhất, nó có nguy cơ biến một cuộc chiến ở châu Âu thành một cuộc xung đột toàn cầu bao trùm khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Và tiếp đó có thể là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Hàn Quốc có thể bị lôi kéo. Trong khi chờ đợi phản ứng mạnh mẽ hơn của NATO, việc Triều Tiên triển khai quân chiến đấu để hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin có nguy cơ lôi kéo Hàn Quốc vào cuộc xung đột. Trước đây, Seoul cố gắng tránh liên quan sâu vào cuộc xung đột Ukraine bằng cách chỉ giới hạn viện trợ nhân đạo cho Kiev và được cho là miễn cưỡng bán cho Mỹ một triệu quả đạn pháo để chuyển tiếp cho Ukraine. Tuy nhiên một sự chuyển dịch chính sách của Hàn Quốc đã diễn ra. Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào tuần trước, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc đã mô tả sự ủng hộ của Triều Tiên đối với nỗ lực chiến tranh của Nga là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và tuyên bố sẽ can thiệp vào Ukraine để đáp trả. Tổng thống Hàn Quốc cũng mạnh mẽ phát biểu trong một cuộc họp báo, nếu Triều Tiên cử lực lượng đặc biệt tới cuộc chiến Ukraine như một phần của hợp tác Nga. Triều, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine theo từng giai đoạn, đồng thời xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù các quan chức phương Tây và cả Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc coi các động thái của quân đội Triều Tiên ở Nga là một sự leo thang đáng lo ngại, nhưng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba vẫn chưa dễ xuất hiện. Ngoài phản ứng của nhân tố Mỹ, vẫn còn nhiều bí ẩn cho đến khi chúng ta biết được Tổng thống mới là ai thì một nhân tố khác có thể thay đổi cán cân sức mạnh nếu thật sự tham chiến đó chính là Trung Quốc. Bắc Kinh cho đến nay vẫn giữ im lặng. Do đó, việc quốc tế hóa cuộc xung đột Ukraine trong giai đoạn tới có lẽ vẫn dừng ở Triều Tiên. James Rogers, giám đốc nghiên cứu của Hội đồng Địa Chiến lược có trụ sở tại Anh, cho biết việc Nga huấn luyện và triển khai quân đội Triều Tiên ở Ukraine đánh dấu một giai đoạn quan trọng khác trong cuộc xung đột nhưng nó sẽ không gây ra một cuộc chiến tranh toàn cầu rộng lớn hơn. Lo lắng của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Guterres có cơ sở nhưng các nhà lãnh đạo của các cường quốc cũng muốn kiểm soát cuộc xung đột này. Cuộc chiến ở Ukraine có lẽ là quá đủ cho thế giới này trong nửa đầu thế kỷ 21. Chờ bầu cử Mỹ Có lẽ quốc gia mà Ukraine trông chờ phản ứng nhất là Mỹ thì nơi này lại đang nín thở cho ngày bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Nó cũng là lời nhắc nhở các đồng minh NATO ở châu Âu về tính rủi ro cao của bầu cử Tổng thống Mỹ khi các ứng cử viên tranh cãi về cách Mỹ ứng phó với khủng hoảng Ukraine phó tổng thống kamala harris ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine và gắn kết với các đồng minh còn cựu tổng thống donald trump ứng cử viên của đảng cộng hòa đã ra tín hiệu rằng ông muốn chấm dứt sự hỗ trợ của mỹ dành cho ukraine và tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức có thể bao gồm việc buộc ukraine phải chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ